trận đấu hàng thứ 67 của các nhân tố trung hậu và phong trang của đội tuyển đạo viên Nguyễn Quốc Mạnh và người đội bóng. Các trọng tài chuẩn bị, huấn luyện viên chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Tay xanh ạ. Tay xanh. Xanh trong cực. Xanh trong cực. Xanh trong cực. Xanh trong cực. Hiệp một tiếp bước tạm thời 0 điểm, các thành 5 điểm.
Trận đấu kết thúc với bàn thắng của đội chủ, không cảm danh, đoàn quân đội.